Hiện nay trên cổng dịch vụ công quốc gia đã triển khai dịch vụ nộp phạt vi phạm giao thông. Theo đó, người dân có thể tra cứu, nộp phạt online mà không cần tới kho bạc nhà nước hay ngân hàng để đóng phạt. Báo Pháp luật TP.HCM hướng dẫn các bước cụ thể để người dân thực hiện như sau. Bước 1. Truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn. Bước 2. Người dân lựa chọn đăng nhập bằng tài khoản cấp bởi cổng dịch vụ công quốc gia. Ai chưa có tài khoản thì có thể chọn mục đăng ký và làm theo hướng dẫn để có tài khoản. Bước 3. Sau khi đăng nhập, chọn mục thanh toán trực tuyến và chọn vào tiểu mục nộp phạt xử lý vi phạm hành chính. Bước 4. Chọn vào mục tra cứu thanh toán vi phạm giao thông. Bước 5. Người vi phạm tiến hành nhập thông tin từ quyết định xử phạt hoặc biên bản vi phạm để tra cứu thông tin vi phạm. Sau khi tra cứu xong, người vi phạm chọn một trong hai hình thức, thanh toán trực tiếp và nhận kết quả trực tiếp hoặc thanh toán trực tiếp và nhận kết quả tại nhà. Trường hợp nếu chưa có quyết định xử phạt, cổng dịch vụ công sẽ thông báo chưa có quyết định xử phạt, mời bạn tra cứu lại sau. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.